video này để cùng nhau khám phá dãy công cụ ở từ hue, saturation, chuyển tông của màu và độ bão hòa của màu. Tôi bấm vào. Các bạn có thể chuyển tông của màu sắc hoặc là cho nó độ rực rỡ hơn hay bão hòa nhẹ hơn. Đương nhiên có cả độ sáng ở đây. Tôi bấm reset ở đây. Chúng ta bấm bàn tay để chỉnh từng vị trí màu một. Ngoài ra, nếu bấm colorize, tức là các bạn sẽ áp đặt một cái màu lên tấm hình này. Chúng ta chọn màu ở trên này, tăng độ sáng, độ bão hòa. Thì đây là ý nghĩa của đối tượng hue saturation. Tiếp theo, các bạn có thể chọn color balance, tức là cân bằng màu. Các bạn thấy rằng màu chúng ta ở đây hơi lạnh. Tôi có thể bấm vào color balance và cho nó nghiêng về màu đỏ hơn một chút xíu, hoặc màu vàng một chút xíu cho nó ấm hơn. Vậy những tấm hình quá lạnh hay quá nóng, chúng ta có thể vào đây color balance. Muốn chỉnh đối tượng đen trắng nhanh, các bạn chọn vào phần này, back white. Lập tức đối tượng chúng ta đen trắng ngay và các bạn có thể chuyển từng cái tông một. Tại sao có đỏ, có xanh, có vàng? Tôi bấm này, vùng này là đỏ. Thì giờ chúng ta chuyển đỏ, nó chỉ tác động vùng đó thôi. Mình có thể chuyển nhiều kênh màu sao cho tấm hình chúng ta hợp lý nhất, hoặc là add nó một cái tông màu nào đó, chọn tông màu khác. Đúng không các bạn? Hoàn toàn dễ dàng. Hoặc là chúng ta nhấn auto. Bây giờ chúng ta cùng nhau dùng bộ lọc màu gọi là filter. Các bạn chọn photo filter và chọn một vài tùy chọn có sẵn, rất đơn giản. Hoặc là các bạn có thể tùy chọn một cái màu sắc color, bấm vào đây. Những màu này sẽ tự động hòa trộn với tấm hình và cường độ chúng ta tăng giảm vào đây. Cái này cũng tạo cho ảnh ấm hơn hoặc lạnh hơn, hoặc một cái style nào đó tùy chúng ta ấn định cho nó. Channel Mixer, ở đây chúng ta chỉnh các kênh màu dựa trên những màu gốc như đỏ, xanh và blur. Chúng ta có thể kéo sâu xuống. Các bạn có thể biến nó về đen trắng ngay bằng cái lệnh, hoặc là tùy chỉnh từng màu một ở đây. Rất nhiều chức năng chỉnh màu. Tôi bấm monochrome về đen trắng và chúng ta vẫn có thể chỉnh các kênh màu này, hoặc là vài cái tùy chọn có sẵn. Rất đơn giản phải không các bạn? Cuối cùng là color lock up, cái này tùy chọn khá hay đây. Tôi bấm vào đây và chọn một vài kiểu có sẵn, nó cho chúng ta những định dạng màu khá lạ. Các bạn có thể tùy chọn từng định dạng màu, nếu như thích màu nào chúng ta dừng lại màu đó. Rất nhiều tùy chọn cho chúng ta. Đây là những kiểu pha chọn màu rất riêng và độc đáo, để giúp chúng ta có nhiều cảnh đẹp hơn.